Anh Linh là báo chè nhỉ. Chẳng nói cho anh đây. Bảo đi đâu mà bảo đi mua đồ thì mà mãi giờ này không về. Một là tai nạn, hai là lặng cũng lặng, hai là cảnh sát bắt, hoặc là giấy tờ thì nó có, cảnh sát thì không bắt được. Một là tai nạn, hai là bỏ trốn. Thế anh của Ninh nó đi đâu mà giờ này chưa về, hay nó bỏ trốn rồi à? Tầm 7 giờ 7 rưỡi. Thế bằng giờ này thế anh bảo Ninh thì nó đi rồi à? Ninh bảo vâng nó đi rồi. Cái này nó cũng buột mồm ngay là vâng nó đi rồi. Thế thì đi thì đi, thì bây giờ lúc đi đúng ra ăn đây ăn cơm, bữa cơm như thế này anh em ngồi ăn bữa cơm xong đi thì đi, anh ai anh đi gọi báo cảnh sát hay là ai đi báo chủ? Lúc Ninh bảo ăn cơm đã sao rồi anh đi luôn này. Ngồi ăn tắm mà lên phòng nên là thôi được, mỗi người có một cách tính, một chuẩn, một cách sống. Như là năm ngoái có một thằng bạn em nó cũng họ gọi lên, nó cũng ở gần chỗ bé người yêu em à, thế à? Thằng nó bảo anh lên đây chơi em ngày hôm ấy đưa đi à, mấy anh em 4-5 anh em đi chơi chơi với nhau được tiền ý. Thế là chơi bowling dọc ngay hôm ấy ăn uống Linh đổi rồi nó đi à, chấm mà đổi rồi. Anh nói chỗ em cũng mọi người ra ngoài không ở trên kia bạn em à, thế à? Trời tự lực nó phá học à. Vừa vẫn ở trên Tokyo làm những có mini à. Ra ngoài vẫn làm Tokyo được, vâng, vẫn làm con mini được, nó chỉ là làm ở trong đây à, thêm à. Làm trong làm cơm ấy làm à, cơm à. Không ra ngoài. Con mini này cũng có làm cơm bên trong rồi. Có những à, như quán to để có thôi. Ít. Cái này ăn được rồi em ơi. Ừ. Ăn được rồi. Đang nghe chuyện dở thằng Ninh nó ra ngoài. Đến đấy thì được lúc khuya tầm 8-9 giờ. Chẳng khoảng khoảng với anh nó nhắn tin này là em ra ngoài đây. Thế là nó kể là đi làm chỗ nọ thì kia công việc, đúng là công việc thì nó làm một mình, tiếng tăm thì kém, nó tiếng nó kém thì cả là cái mồm miệng nó cũng kém đó. Nên bắt đầu nó kể em đi làm chỗ nọ thì kia, em đến chỗ nhà bạn em ở đây, khi nào ở đây thì em nhắn tin lại vì em khóa tài khoản Facebook. Anh em cắt đứt liên lạc. Nào công việc ổn định. Thế nên làm. Nhưng mà sang đây thì làm gì đã giải hết nợ rồi. Chưa. À hết rồi. Nếu mà tháng này là hết rồi. Ninh mà trả hết thì nó là hết. Nó thì tiêu hơn Ninh là tầm 10 man. Mua được cái máy điện thoại tiêu hơn nhiều hơn. Tiêu nhiều hơn đi công tác nhiều. Nhưng mà thấy bảo anh Minh bằng cũng bị chửi, bị đánh nhiều. Ba lần đâu, ba lần. Thằng kia cùng một lần. Thằng kia nó cùng hay chửi. Hỏi nó thì mình nó chửi. Mình làm đánh thì nó không đánh, bây giờ phải nói một cái câu công bằng này. Thế là đây Shino nó gõ 6-7 phát vào đầu thì... Shino là cái gì? Cái sắt này này, dài này, nhọn này. Một đầu nhọn, một đầu bắt, đầu 17, đầu 19 này. Gõ cho ung đầu, không lẽ không đánh thì là cái gì? Thế thế nào đánh ra ngồi làm, nó đạp sau lưng thì... Thế không phải là đánh thì là cái gì? Giám đốc anh. Giám đốc thì... Xong quay lại vả luôn thì mấy phát. Vả. Các chú đi làm thì...